Đến huyện Đông Triều vào một ngày nắng đẹp, chúng tôi tìm đến nhà của Vũ Văn Ban, chàng thanh niên sinh năm 1987, đoàn viên thanh niên thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, huyện Đông Triều, người đã trở thành triệu phú nhờ chính ruộng đất quê hương mình. Mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, cần cù không ngại khó ngại khổ, cộng với nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ, những đức tính đó đã giúp cho Vũ Văn Ban gặt hái được rất nhiều thành công trong bước đường lập nghiệp của mình. Khác với lựa chọn của bạn bè cùng trang lứa, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhận thấy điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, Vũ Văn Ban không lựa chọn một trường cao đẳng hay đại học nào để dự thi mà quyết định ở lại làm giàu trên chính mảnh đất của gia đình. Anh đã vượt qua được số phận, nắm bắt thời cơ, vươn lên thoát nghèo. Từ khối tài sản duy nhất và lớn nhất là mảnh đất của gia đình, cộng thêm với sức trẻ và tinh thần xung kích của thanh niên. Hiện nay, tuy mới 27 tuổi, Vũ Văn Ban đã là chủ của mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm và 4.000 m2 nuôi trồng thủy sản. Tổng doanh thu mỗi năm trên 400 triệu đồng, thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng một năm. Đồng chí Vũ Văn Ban thì trong đoàn thanh niên xã Phong và tuổi trẻ của toàn xã thì cũng đều biết tới. Khi nhắc tới đồng chí Vũ Văn Ban thì đồng chí là rất nhiệt tình trong tất cả các hoạt động thanh niên tình nguyện của địa phương, và phát triển sản xuất thì đồng chí cũng là gương điển hình giúp đỡ tất cả những đồng chí đoàn viên thanh niên và cũng như là trong làng xóm về kỹ thuật khoa học sản xuất. Và đồng chí cũng là đặc biệt là đồng chí đã pha chế được cái tiêm thuốc vaccine về dịch lợn tay xanh là duy nhất của xã Hồng Phong. Thì đồng chí là tuy là phát triển sản xuất vẫn còn trẻ tuổi và cũng là tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn của địa phương. Hiện nay đồng chí là phó bí thư chi đoàn của thôn. Thì bên cạnh đó thì đồng chí cũng đã tiếp cận được trong cái môi trường của đoàn cũng như là vốn và các ứng dụng công nghệ khoa học sản xuất vào chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tự thân lập nghiệp khi mới 18 tuổi, thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm, Vũ Văn Ban không biết rằng đất còn độ chua lớn khi chuyển đổi từ ruộng kế thành ao, nên khi thả cá xuống đều bị chết hàng loạt. Anh phải đối diện với nguy cơ nợ nần khi tất cả số tiền đầu tư đều do vay mượn. Ban đầu thì khó khăn thì rất nhiều ấy. Thì vì mình tuổi trẻ ra làm thì vẫn chưa có tí kinh nghiệm gì cả. Đầu tiên thì mới thuê máy múc lên đào ao xong cái mình thả cá xuống. Thì đến cái kỳ như kỳ mình thả cá thì nó vẫn chưa gặp cái rủi ro gì cả, nhưng mà cái lượng chua ở trên bờ nó lớn, thì thả xong được một thời gian cái thì cái gặp mưa rào là nó chút xuống, cái là cái chua nó theo nước nó xuống nên là cá là cũng chết trắng. Thứ hai là chăn nuôi bên trên bờ thì kinh nghiệm thì cũng chưa có, thì bị bệnh tật thì bị bệnh dịch nhiều, thế là cũng năm đầu tiên thì cũng bị mất cũng khá khá, thế là cũng được những cái lớp tập huấn của xã là cử đi cho đi học ấy, học những tập huấn ấy, mới học hỏi kinh nghiệm ở những người làm trước mình vận dụng vào để vận dụng trực tiếp vào cái mô hình của mình. Và đến nay thì cũng nói chung là cũng bệnh dịch thì mình cũng tự mình kiểm soát được. Dù ngày đầu lập nghiệp gặp phải nhiều khó khăn, tuy nhiên không nản chí, anh quyết tâm làm lại. Anh tham gia các lớp tập huấn về nông nghiệp, nghiên cứu thêm tài liệu. Anh đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm của những người đã làm trước. Và điều quan trọng không thể thiếu, đó chính là động lực, là sức mạnh tinh thần mà gia đình đã mang đến cho anh. Lúc anh cảm thấy nản chí nhất, mọi người trong gia đình luôn ở bên anh, cổ vũ, động viên anh, giúp anh vượt qua mọi khó khăn, có niềm tin vào con đường mình đã chọn. Bố nào chả thương con, mẹ nào chả thương con. Không phải cái năm là nó không may, là nó là cái dịch tay xanh. Thế là cũng mất một số. Thế nhưng mà mất một số đấy thì là tôi bảo nó là đấy. Thì bây giờ tình hình thế nào? Nó bảo là đi có lúc ngã, ăn có lúc nó vãi. Thế là nó đổ vã thì cứ chuyện bình thường. Thì nó vẫn cứ quyết tâm nó làm. Thế về sau như thế là nãy tôi bảo là thế thì cái này ấy, tôi vận động cả mẹ nó nhé. Bà bây giờ bà phải hưởng ứng, các anh các chị nó tôi gọi cả về đây là bây giờ chúng mày phải hưởng ứng như thế, chứ còn chúng mày không thể nuôi em được, tự nó nuôi nó. Thế là sau như thế là tất cả đều đồng ý với tôi cả, có cái việc gì cái nó gọi cho anh nào, mai em xuất lợn, anh
giáo có chạy à. Thế thì bây giờ anh nào cũng phải là có mặt. Trải qua nhiều lần thất bại đến nay, vật nuôi trong trang trại của gia đình anh phát triển tốt, cho thu nhập ổn định. Hiện tại, trang trại của Ban có tổng số 13 chuồng nuôi. Trung bình trong chuồng nhà anh luôn có 10 con lợn nái, 40 con lợn thịt, 20 con lợn rừng, gà trọi và lai trọi trên 50 con, 20 con bồ câu. Trong số lợn lái, đang có 4 con chuẩn bị đẻ. Trung bình mỗi lứa, một con lợn lái có thể cho từ 12 đến 13 con lợn con. Mô hình nuôi thủy sản tập trung chủ yếu là các loại cá nước ngọt, trong đó cá rô phi là chủ đạo. Tận dụng mặt nước, Vũ Văn Ban thả thêm các loại cá nước ngọt khác như chép, mè, trôi, chấm, mỗi năm cho thu hoạch một lần. Ngoài ra, anh còn đầu tư thêm trên 700 m2 thả cá giống. Không dừng lại ở đó, từ tháng 6 năm 2014, anh đã đầu tư cơ sở chế biến thức ăn gia súc gia cầm trị giá trên 200 triệu đồng, gồm xây dựng cơ sở, mua máy nghiền thức ăn chăn nuôi, máy xay sát và nguyên liệu sản xuất, phục vụ tự cung tự cấp thức ăn gia súc gia cầm của gia đình mình và bà con khu vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Hồng Phong. Từ khi công việc làm ăn cho thu nhập ổn định, Vũ Văn Bàn đã tu sửa lại ngôi nhà cấp 4 của gia đình thêm phần chắc chắn và rộng rãi hơn. Anh cũng chọn xây dựng cơ sở chế biến thức ăn gia súc gia cầm ngay cạnh nhà, bởi lẽ anh đã tính toán được sự tiện ích khi nhà mình nằm ngay mặt đường và gần khu đông dân cư. Điều này rất thuận tiện cho giao thông, cho sự vận chuyển hàng hóa của bà con cũng như buôn bán của anh. Vũ Văn Bàn đã trở thành tấm gương cho lớp thanh niên trẻ trong xã noi theo và tìm đến học hỏi. Với những thành quả đã đạt được, Vũ Văn Bàn đã trở thành điển hình trong phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp. Năm 2014, anh là một trong ba đại diện của Quảng Ninh vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của, giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành cho những nhà nông trẻ xuất sắc. Với những đam mê và dự định còn ấp ủ, trong tương lai, Vũ Văn Bàn sẽ còn phát triển và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.